Nếu bạn là một tín đồ mua hàng online thì chắc hẳn đã từng nghe qua cụm từ ship code. Vậy ship code là gì? Quy trình diễn ra như thế nào? Cut on delivery hay code là một hình thức giao hàng thu tiền. Trong đó người mua hàng sẽ được nhận sản phẩm trước rồi sau đó mới phải trả tiền cho shipper để hoàn thành đơn hàng. Quy trình của ship code đối với người kinh doanh sẽ diễn ra như sau. Bước 1. Nhận đơn đặt hàng. Bước 2. Chốt đơn và xác nhận giao hàng. Bước 3. Giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Bước 4. Tiến hành giao hàng. Bước 5. Người mua nhận hàng và thanh toán. Bước 6. Đối soát. Ship code là hình thức rất được ưa chuộng khi mua sắm online. Nó không chỉ đem đến sự nhanh chóng, tiện lợi mà còn giúp người bán lấy được niềm tin đối với khách hàng. Tuy là một phương thức có rất nhiều ưu điểm nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng dịch vụ ship code. Kiểm tra kỹ càng địa chỉ, thông tin khách hàng, lựa chọn đơn vị vận chuyển uy tín, có phương pháp xử lý với đơn tiếp không thành công.